nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn hơn manh tội mai già, và mùa xuân quên mặc áo mơ. Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để cho các cái video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trong ngày hôm nay thì Kiên Trung muốn giới thiệu với các bác ba cái cặp loa đều của hãng JBL và hai cái con âm ly đều của hãng Lucman. Đây là những cái cặp loa và những cái con âm ly rất là nổi tiếng rồi về chất âm cũng như là về cái sản phẩm của cái hai cái hãng này thì quá nổi tiếng rồi. Đầu tiên thì em sẽ đi vào chi tiết của ba cái cặp loa. Cặp loa đầu tiên muốn giới thiệu với các bác là cặp loa JBL có model là L50. Dòng này thì nó có sở hữu một bát 25, màng giấy gần mút đã được thay, một con chung giấy 12 và một con chép giấy, một con chép giấy rất là lớn luôn. Model là L50. Dòng này thì có chiều cao là tầm khoảng 68 cm, chiều rộng 34, chiều sâu là 32 cm. Đời L50 này thì có hai phiên bản, về cấu hình thì nó giống nhau, tuy nhiên thì cái lưới cái căng ấy thì rất là đặc biệt. Đấy, rất đặc biệt, nó là các căng sóng các bác nhá. Đấy, căng sóng rất là đẹp luôn. Và cặp này là căng sóng màu đỏ, rất là đẹp, trưng bày rất là đẹp luôn. Một đời căng nâu và một đời căng đỏ, thì đời căng đỏ bao giờ cũng hiếm hơn. Và chính vì thế nên là nó cũng sẽ đắt hơn những cái đời căng nâu. Chi tiết về cặp loa này, thì đây các bác nhìn xem. Một con bát 25 cm, tất cả những cái đời này thì đều là của Anico hết các bác nhá. Màng giấy cân mút rất là đẹp các bác ạ, rất đẹp luôn. Cái rốn loa đẹp zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Lỗ thở được thiết kế ở đằng trước loa thì cũng có hai cái tinh chỉnh cho giải mít và giải chép. Thùng gỗ lạng góc cạnh rất là đẹp luôn. Để em quay chi tiết đây, góc cạnh rất là đẹp luôn. Cái tăm gỗ của nó vẫn nổi lên rất là đẹp, cực kỳ đẹp mắt luôn. Tí nữa thì em sẽ quay đằng sau cho các bác đây. Đằng sau của cặp này cũng vuông nét luôn, góc cạnh vuông nét luôn. Cầu loa thì thiết kế rất đặc biệt, cắm vào và xoay sang bên phải thì nó sẽ khóa cái dây vào. Cặp loa này còn rất là đẹp các bác nha, zin nguyên bản. Chất âm của dòng L50 này thì tuy rằng bát 25 thôi nhưng mà chất âm cực kỳ hay. Nó
cặp loa này thì nó còn hay hơn cả cho cái dòng L26, L36 IDCAT nữa cơ. Rất đẹp luôn. Em cũng xin thông báo giá luôn. Cặp loa này thì bên Shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 13,5 triệu đồng. Các bác nào quan tâm đến cặp loa này thì em sẽ có anh hình ảnh chi tiết của cặp loa này để gửi cho các bác, để cho các bác có cái nhìn chính xác nhất về cặp loa JBL L50. Shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 13,5 triệu đồng. Các bác lưu ý giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Chuyển sang cặp loa thứ hai. Một cặp loa thì cũng của JBL. Có cái model là 4312A. Dòng này thì lên dòng này thì bát 30 rồi. Bát 30. Màng giấy trắng và gân vải xếp tẩm dầu. Loa còn zin nguyên bản. Trung giấy 12 cm và một con chép titanium các bác nhá. Chép titan. Độ thở thì được thiết kế ở giữa chính loa. Loa thì có khuôn tranh các bác nhá, khuôn tranh thùng gỗ lại, căng màu đen, đây căng của nó đây, căng của nó màu đen, đi nguyên bản luôn các bác nhá, rất đẹp luôn. Từ con chung, con bát, con chép, tất cả những cái con ốc của con chép này thì chưa một lần tháo khỏi thân thùng, rất là đẹp luôn. Model 4312A control monitor. Những cái dòng control monitor này thì thuộc là cái dòng loa kiểm âm rồi, kiểm âm của hãng JBL rồi. Loa JBL nhưng mà lại là dòng kiểm âm nữa thì các bác biết chất lượng của nó thì rất là tốt luôn. Nghe rất là hay. Hiện tại thì các bác vừa nghe mấy bản nhạc đó thì là từ cái cặp loa 4312A. Em sẽ quay phía đằng sau cho các bác. Thùng gỗ lạng thì bao giờ nó cũng bền hơn và nhìn nó bắt mắt hơn các bác nhá. Đây phía đằng sau đây, căng đét luôn. Giá cả thì bên em thì cũng giá cũng khá là tốt so với những thời điểm trước. Những cái cặp loa 4312A này thời gian trước thì không bao giờ có cái giá dưới 22 hay 3 triệu cả. Tuy nhiên thì ngày hôm nay và cặp này về Shop Kiên Trung thì có cái giá cũng rất là tốt luôn. Em xin báo giá luôn cặp loa JBL 4312A control monitor. Các bác đừng nhầm với 4312 trơn nhá. 4312 trơn giá rẻ hơn cặp 4312A 3-4 triệu cơ. 4312A tại Shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá 18 triệu đồng các bác nhé, 18 triệu đồng cho cặp loa 4312A control monitor. Các bác nào quan tâm đến cặp 4312A thì bên em cũng sẽ có ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Và tiếp theo là một cặp loa một nổi tiếng nhất trong dòng này, trong dòng bát 30 màng trắng, đó là cặp loa JBL L100 Century. L100 Century thì có hai phiên bản, một phiên bản là thẳng hàng như các bác đang nhìn thấy trên màn hình, và một cái phiên bản nữa là lệch bố trí lệch hàng như là con 4312A. Thì cái dòng 4312 xin lỗi các bác, cái dòng Century L100 thẳng hàng này thì đây là cái phiên bản mà kỷ niệm 100 năm của cái hãng JBL. Và cái phiên bản thẳng hàng này thì được đánh giá là chất âm rất là hay luôn, rất đặc biệt luôn các bác nhá. Cũng gồm một bát 30 cm này, một màng giấy trắng và cân xếp dâu dài. Đó. Củ thì là củ của L100 thì bao giờ cũng là xương mạch các bác nhá, xương còn sống. Một con chung là 12 và một con chép giấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Mọi cái thì căng đét luôn. Đây là bụi em chưa kịp lau. Lỗ thở được thiết kế ở phía trước.
hai tinh chỉnh cho hai giải mid và giải chat, cũng là giống như những cái dòng JBL của JBL Garden khác. Thiết kế thì tương tự giống nhau, nhưng chất âm thì nó hoàn toàn khác nhau rồi các bác nhé. Thùng vân gỗ lạng, mộc mạc chưa spa tốt tác, zin nguyên bản luôn các bác nhé, không spa không tốt tác. Căng của em ở đây, căng cái này đời này thì nó là căng căng nâu các bác nhé, căng nâu mà khung gỗ rất đẹp luôn, căng zin đét luôn. Tem mác đầy đủ, góc cạnh đẹp, hai trước như một. Em quay phía đằng sau để cho các bác ngắm nhìn cái cặp Century L100 thẳng hàng này. Tất cái tăm gỗ này, mộc mạc nhé, không có spa tút ra thì các bác ạ. Em sẽ chụp ảnh chi tiết để gửi ảnh chi tiết cho các bác ngắm nhìn cái cặp loa này. Không bể lở, không xứt sẹo gì, góc cạnh vuông đét luôn. Chất âm thì quá tuyệt vời rồi. Lòng này thì cứ ghép với những con âm ly của Ma Răng hoặc là những con âm ly của Lắc Men thì là tiếng rất là mềm mại, ngọt ngào luôn. Nghe nhạc gì cũng ngọt ngào và chi tiết cả. Em xin báo giá luôn cặp Century L100 thẳng hàng bát 30, riêng nguyên bản, mộc mạc, không spa tuốt tát, thì shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 29 triệu đồng, 29 triệu đồng cho cặp loa Century L100 thẳng hàng. Và hai con âm ly ngày hôm nay thì giới thiệu với các bác là hai con âm ly của hãng Lắc Men. Con âm ly thứ nhất là con âm ly Lắc Men dòng chữ ký L58A. Dòng này thì size thì nó của nó khoảng 45. Đấy. Vỏ gỗ các bác nhá, vỏ gỗ zin nguyên bản luôn này, vỏ gỗ luôn. Mặt phay nhôm rất là đẹp luôn, dòng chữ khí. Những cái dòng này thì rất là vừa tiền mà đánh chất âm cực hay luôn, hợp rất hợp với cả JBL và những cái cặp loa mà màng giấy. Đấy, em quay tổng thể luôn. Hàng về còn nguyên bụi tay các bác nhá. Bên em chưa có lau chùi, chưa có spa tút tát gì cả. Cặp cái con âm ly L58A hiện tại shop Kiên Trung thì đang giao lưu với các bác với cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 12,5 triệu đồng cho cái con âm ly L58A. 12,5 triệu đồng. Ghép với những cái dòng loa của JBL, một trong những cặp loa trên thì nghe tiếng cực kỳ ngọt ngào và mềm mại luôn. 12,5 triệu đồng cho cặp con âm ly L58A. Và cuối cùng là một cái phiên bản của cái hãng Lắc Men quá nổi tiếng, L80V. Dòng này thì đánh so sắt rồi, và đây là một trong những cái con âm ly mà được rất nhiều các bác mong muốn sở hữu nó. L80V, quên, xin lỗi các bác, L80V. Vỏ gỗ zin tuyệt đối luôn. Màu vân gỗ của cái dòng L80V này cực kỳ đẹp luôn này. Mặt phay nhôm cực đẹp luôn. Em bao zin bao xịn cho các bác với những cái con âm ly như thế này. Zin bản tuyệt đối luôn, chưa sửa chữa các bác nhé. Lắc Men L80V. Những cái con âm ly này thì ghép vào, như em nói rồi, ghép vào những cái dòng JBL thì cực kỳ là hay luôn. Và nó được như là tham chiếu của những cái dòng JBL, nhất là dòng L100 Century. Em cũng xin báo giá luôn cặp con âm ly L80V của Lắc Men này. Thì hiện tại shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 18,5 triệu đồng các bác nhé. 18,5 triệu đồng cho âm ly Lắc Men L80V. Giá chỉ có 18,5 triệu đồng thôi. Giá rất là tốt luôn. Trên đây là những cái sản phẩm mà hôm nay shop Kiên Trung muốn giới thiệu với các bác.
Mọi chi tiết thì mời các bác liên hệ với Kiên Trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình 0968 366 369. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì bên em sẽ có hình ảnh chi tiết để gửi cho các bác. Các bác nào ở khu vực Hà Nội thì qua shop em tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để trực tiếp nghe và test sản phẩm. Các bác nào ở xa thì bên em gửi hình chi tiết qua Zalo để các bác có cái nhìn cảm nhận chính xác nhất về những sản phẩm mình quan tâm. Giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Tất cả những cái sản phẩm này shop em luôn luôn bảo hành cho các bác 3 tháng và bảo trì cho các bác sau trong quá trình sử dụng. Video của ngày hôm nay thì shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các cái video tiếp theo. Chọn đêm nay để nhớ.